Sản phẩm trong khung hình các bạn đang quan sát đây là một trong những con Ampli AV Surround hàng hạng nặng đến từ Denon. Và đây là phiên bản Denon AVC A1 HD, một trong những cỗ máy siêu giải trí đáp ứng cho các bác ở cả hai nhu cầu nghe nhạc cũng như là xem phim. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cỗ máy Denon AVC A1 HD, em đã phải rất là trầm trồ và ngạc nhiên vì cái thiết kế cực khủng của nó. Cũng đã có cơ duyên trải nghiệm với rất nhiều những cái dòng CD, DAC giải mã, thậm chí là cả những ampli của Denon. Tuy nhiên thì chưa một cỗ máy nào to cũng như thiết kế size bự như cái dòng A1 HD các bạn nhìn trong khung hình đây. Đây là một trong những con ampli với khả năng làm amplifier hoặc làm pre rất là hay, cũng như là hỗ trợ âm thanh surround, một trong những hệ thống ampli đa kênh với cái số lượng kênh lên tới 7.2 để các bác có thể phối ghép sử dụng nó như một con receiver để kết nối xem phim. Denon AVC A1 HD thì sẽ có kích thước chiều rộng là 44cm, chiều sâu là 45 và chiều cao của máy thì sẽ khoảng 22cm các bác nhé. Chiều cao là 22cm. Cân nặng thì nó sẽ rơi động dao động vào khoảng trên 20kg. Đây là một trong những hệ thống mà em nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là choáng ngợp khi các bác nhìn thực tế ngoài đời. Nó rất là to các bác nhé, rất là to, một trong những chiếc AV Surround Amplifier đúng nghĩa của Denon. Và cái đặc điểm đầu tiên mà khi mà nhìn vào chiếc ampli này ấy, đó là các bác có thể thấy nó sở hữu một cái thiết kế rất là đẹp và độc quyền của Denon trước giờ trên những sản phẩm của họ. Mặt trước phay nhôm và có một cái đường vát uyển chuyển ở phía mặt trên của máy. Bộ này thì em xách tay từ Nhật về và mức giá của máy thì là 26,5 triệu các bác nhé, hàng zin nguyên bản. Đây là điều khiển của máy. Cũng thực tế thì em cũng chưa có khai thác cũng như tìm hiểu sâu đâu, em mới chỉ kết nối chơi stereo thôi. Máy sẽ hỗ trợ tới hai chiếc điều khiển từ xa luôn các bác nhá, hai remote luôn. Nghĩa là con này bán ra sẽ bọc kèm hai remote. Rồi đó là về phần phụ kiện, kích thước thì rất là khủng khiếp, cực to, cực sâu, cực ngầu, hàng cực đẹp luôn, 98%. Mặt trước của máy thì chất liệu nhôm phay xước được thiết kế với một cái control tăng giảm âm lượng được thiết kế bên tay phải. Bên kia thì chúng ta sẽ có nút suộc selector và toàn bộ các phím cứng chuyển tùy chọn chuyển đổi nhanh, bật tắt máy. Ở phần giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái khay hình chữ nhật và ở cái thông tin khay này sẽ là Denon Link. Denon Link thì ở trong cái khi mà chúng ta mở cái khay này ra thì nó sẽ có thêm những kết nối nhanh ở mặt trước cũng như những cái phím bấm để các bác có thể truy cập sâu vào cái phần cài đặt của máy. Quan tâm sâu hơn một chút về cái phần những cái icon biểu trưng ở phía trước của máy thì các bác có thể quan sát thấy đó là máy hỗ trợ rất là nhiều những công nghệ để các bác có thể khai thác chiếc AVC A1 HD này như một chiếc AV Surround Receiver với công nghệ Dolby True HD, DTS HD Master Audio, THX, HQV, NSV, HDMI, Dolby, AudiC, SACD, HDCD, Wi-Fi cũng như là Network. Rất là nhiều những công nghệ được trang bị ở trên thiết bị này. Ở đây chúng ta sẽ có cái thông tin là Advanced AL24 Processing Multi-Channel, có nghĩa là chip giải mã được áp dụng cho toàn bộ các kênh đánh. Vì là một con trong những con receiver surround, vì thế cho nên nó hỗ trợ lên tới 7 kênh để các bác kết nối loa để hỗ trợ cái khả năng xem phim. Tuy nhiên các bác khi các bác kết nối loa chơi ở chế độ stereo, chúng ta nghe nhạc như hiện tại Thanh Tâm đang chơi ấy, thì chúng ta sẽ kết nối ở loa front các bác nhé. Denon Link khi mà chúng ta chạm tay và sẽ mở được cái phần mặt này ra đó. Mặt này thì nó là toàn bộ những cái phím bấm trong cái các chế độ của máy. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái đường input tùy chọn nhanh vào thì cũng có cả cáp quang này với cổng số 5 này. Video với hai chân âm thanh Nipride cũng như S-Video này, USB mặt trước này. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một vài những phím bấm tùy chọn nhanh cho những cái chế độ để xem phim. Tuy nhiên các bác lưu ý với Thanh Tâm đã chia sẻ với các bác ấy, khi các bác sử dụng một chiếc receiver đa kênh để xem phim mà chơi nhạc ấy, thì các bác luôn luôn phải chọn về cho em về cái âm thanh stereo, âm thanh chuẩn để chúng ta nghe nhạc nó sẽ hay hơn, nó không bị bùng nhùng, nó không bị vọng về như những cái chế độ mà chúng ta kết nối để xem phim. Màn hình hiển thị thì hiển thị rất là chi tiết và sắc nét những cái thông tin của máy. Máy hỗ trợ 7 kênh và
đang chơi chế độ stereo lấy tín hiệu từ đường quang với cổng quang TV CBL. Mức âm lượng cũng như những tín hiệu đầu vào thì được biểu diễn rất là chi tiết và sắc nét. Bây giờ thì em Tâm sẽ quay về mặt sau để các bác cùng chiêm ngưỡng cái sự bề thế của các kết nối mà đàn ông đã trang bị trên phiên bản AVC A1 HD này. Dưới đây là toàn bộ kết nối mặt sau của chiếc đàn ông AVC A1 HD. Như các bác có thể nhìn thấy đó là kín bưng, không còn hở bất kỳ một chỗ nào để có thể thêm những kết nối nữa. Điểm đầu tiên mà em muốn các bác nắm bắt được về thiết bị này thì chúng ta sẽ có nguồn vào chân 3 chấu. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ cho chúng ta 3 cái nguồn để chúng ta có thể kết nối, nối tiếp với những thiết bị khác. Tiếp tới là hệ thống cầu loa. Cầu loa thì các bác có thể nhìn thấy chúng ta có tới... ở đây em nhìn thấy 7 cặp cầu đánh các bác nhé. 7 cặp cầu đánh khác nhau tương ứng với front này, surround A này, surround back này, rồi surround B, surround B2 này. Đó, bên kia thì chúng ta sẽ có những cái đường sub out. Rất nhiều kết nối, nói chung là nhìn vào đây là khá là hoa mắt, nhưng mà khi mà chúng ta kết nối để chơi stereo thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần quan tâm tới hai cái cầu loa front ở phía trên này, trước hai bên là hai cái cầu để chúng ta kết nối ra loa. Và toàn bộ cầu loa này được làm bằng cầu loa bắp chuối cũng như dây dạng kẹp xoáy hết để các bác có thể dễ dàng thao tác. Tiếp tới, cái đặc điểm tiếp theo mà khi các bác chơi stereo cần quan tâm đó là chúng ta sẽ có cái phần optical in. Đây, optical in thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 và phía trước một đường nữa mà em đã giới thiệu cách đây ở phía trước video trước ấy. Thì các bác cắm vào bất kỳ một trong những đường nào như thế này thì chúng ta sẽ gạt về đường đó và nó sẽ có tiếng. Ví dụ như các bác kết nối với TV thì các bác cứ cắm vào đường số 1 giúp em. Tiếp tới thì chúng ta sẽ có 4 đường đồng trục tương ứng 1, 2, 3, 4. Đó, 4 đường đồng trục tương ứng. Và về cái cổng HDMI thì các bác có thể nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 cổng HDMI in. 6 cổng HDMI in và có 1 cổng HDMI out. Đó, các bác có thể nhìn thấy là một trong những receiver xem phim cho nên là nó hỗ trợ rất nhiều đường vào tín hiệu hình ảnh. Ngoài ra thì ở phía dưới hàng loạt những cái jack RCA in đây thì nó sẽ đại diện cho những cái đường vào tín hiệu. Tuy nhiên thì bây giờ thì gần như chúng ta sẽ không sử dụng những cái đường này nhiều tại vì là nó chủ yếu ở những cái đường video, S video cũng như là đường tiếng ra ấy. Thì tất cả những cái đường này bây giờ người ta đã bỏ hết rồi và chuyển đổi sang cái đường hình ảnh HDMI hết, không sử dụng cái đường AV này nữa. Tuy nhiên cũng có một cái đường nữa mà các bác nên quan tâm nữa, đó là đường audio out này. Đường này thì em nghĩ là nó là cái đường xuất âm, đường xuất âm cho cái hệ thống âm thanh khác, có nghĩa là xuất âm ra một chiếc ampli khác. Và thêm một cái đường nữa mà các bác cũng cần quan tâm ở phía sau mặt máy này ấy, đó là cái đường CD với hai cái chân nip drive đây, các bác nhìn chưa? Cái đường CD này chính là cái đường để các bác kết nối CD với cái nguồn xuất là RCA để kết nối với đầu vào. Còn nguồn xuất là đồng trục thì các bác có thể kết nối ở trên đây. Đó, các bác có thể nhìn thấy vào trông rất là hoa mắt. Nhưng mà đối với một người chơi kiểu như chúng ta là chơi dạng stereo ấy, thì chúng ta không cần quan tâm nhiều tới những cái kết nối, những cái jack không cần thiết. Mà chỉ quan tâm tới những cái đường mà em Tâm đã chia sẻ cho các bác. Cỗ máy này thì là một trong những siêu phẩm của đời đông trong cái thời kỳ, trong cái thời đại mà cái những cái file hình ảnh sử dụng cái công nghệ HDMI đang là rất là hot. Thế cho nên là nó sẽ sản xuất tại Japan để phục vụ những khách hàng khó tính. Thực tế thì em Tâm cũng không có quá nhiều những cái mẫu đầu ampli receiver đa kênh. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đã review tới các bác một mẫu đa kênh gọi là khủng nhất từ trước tới giờ tại Thanh Tâm. Và bây giờ thì em xin mời các bác đi vào tham khảo chất âm của máy. Bác nào quan tâm tới chiếc máy này có thể liên hệ tới mức tới 122 đồ số hotline của Thanh Tâm. Mức giá của máy thì rất là dễ chịu thôi, chỉ còn hơn 26 triệu là các bác đã sở hữu chiếc ampli siêu khủng long này. Và khả năng đánh thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm đánh mọi cặp loa cột cũng như loa thùng khó tính các bác nhé. Không phải tại em.
cũng không phải tại anh. Tại trời dối khiến em chứng minh thương nhau. Tình nồng thắm biết bao lúc ông từ Bắc cầu. Bạn nguyệt nối chữ yêu vui trọn bụi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau tình ta u màu. Đạn dân phim sầu đầy thương đau khi tình heo. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi. Làm thân hoa cho người ta hái. Hè sang sắc thắm hoa rừng tàn. Thu đến nghiêng ngào rồi héo mây kéo sang mùa đông. Làm hoa kia chết trong lạnh. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại đời đen trắng em chung mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu dẫu đi chung chuyến tàu. Người về bên khác nhau không hẹn đến nơi nào. Thì ngày nay có sao mình không trách mình không trách mình đời đổi thay như màu áo. Không phải tại em cũng không phải tại trong lạnh lùng. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại đời